Hàng loạt các tờ báo trên thế giới nói về trận thua của nữ Việt Nam trước nữ Mỹ. Nhận thất bại đậm trước nữ Mỹ, nữ Việt Nam vẫn nhận được lời khen ngợi từ truyền thông quốc tế. Trong trận mở màn tại bảng E vòng chung kết World Cup nữ 2023, dù đã nỗ lực hết sức, đội tuyển nữ Việt Nam vẫn phải nhận thất bại đậm trước đội tuyển nữ Mỹ. Tuy thất bại, nhưng những nỗ lực không mệt mỏi của các cầu thủ Việt Nam đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ giới truyền thông quốc tế. Tờ The Guardian của Anh viết dù nhận thất bại đậm nhưng nữ Việt Nam vẫn thể hiện được sự tận tâm và không ngừng nỗ lực. Điều đó đã tạo ra một trận đấu đáng xem và thực sự nêu cao tinh thần thi đấu của bóng đá nữ. Tờ Le Monde của Pháp viết Vượt lên trên tỷ số trận đấu, nữ Việt Nam đã để lại dấu ấn mạnh mẽ với sự kiên cường và bền bỉ. Họ thực sự là biểu tượng cho niềm tin không bao giờ từ bỏ. Tờ New York Times của Mỹ bình luận Đội tuyển nữ Việt Nam thực sự đã chứng tỏ được sự kiên trì và sự đấu tranh không mệt mỏi, ngay cả khi họ phải đối đầu với đối thủ mạnh như Mỹ. Đó là một thông điệp mạnh mẽ về sự tiến bộ của bóng đá nữ tại khu vực Đông Nam Á. Tờ Macca của Tây Ban Nha thì viết, Ngay cả trong thất bại, nữ Việt Nam đã thể hiện sự quyết tâm và lòng kiên nhẫn. Họ không chỉ chơi bóng đá mà còn truyền cảm hứng cho người xem qua tinh thần thi đấu không bỏ cuộc. Giới truyền thông châu Á tiếc nuối nhưng vẫn khen ngợi nữ Việt Nam sau trận thua đậm trước nữ Mỹ. Sau trận thua trước nữ Mỹ ở trận gia quân tại bảng E vòng chung kết World Cup nữ 2023, nữ Việt Nam đã nhận được sự đồng lòng khen ngợi từ giới truyền thông châu Á, dù nhận thất bại với tỷ số lớn. Tờ The Stress Time của Singapore viết, tỷ số có thể chênh lệch nhưng không thể phủ nhận sự nỗ lực, tinh thần chiến đấu của đội tuyển nữ Việt Nam. Trong bối cảnh họ gặp phải một đối thủ mạnh như Mỹ, họ đã không hề tỏ ra yếu kém. Tờ The Japan Times của Nhật Bản thì viết, dù chịu thất bại nặng nề, nữ Việt Nam vẫn thể hiện được khả năng cố gắng và quả cảm. Cá nhân tôi đã cảm thấy rất ấn tượng với sự quyết tâm và tinh thần chịu đựng của họ. Tờ The Star của Malaysia viết, Đội tuyển nữ Việt Nam đã thể hiện rõ lòng kiên cường và sự dũng cảm, thậm chí khi phải đối mặt với một trong những đội mạnh nhất thế giới. Trận đấu này dù thất bại, vẫn cho thấy sự tiến bộ đáng kinh ngạc của bóng đá nữ Đông Nam Á. Tờ The Jakarta Post của Indonesia bình luận, Nữ Việt Nam đã để lại dấu ấn mạnh mẽ, không chỉ qua lối chơi mà còn bởi sự kiên nhẫn, quyết tâm và lòng chiến đấu không mệt mỏi. Họ đã mang lại một bức tranh tươi sáng cho bóng đá nữ trong khu vực. Mặc dù kết quả trận đấu không như mong đợi, nhưng những cống hiến và quyết tâm của đội tuyển nữ Việt Nam đã nhận được nhiều lời khen từ giới truyền thông khu vực và toàn cầu. Sau trận thua trước nữ Mỹ, cổ động viên đến từ Đông Nam Á và châu Á đã có nhiều phản hồi khác nhau về màn trình diễn của nữ Việt Nam và dưới đây là một số nhận xét. Cổ động viên tới từ Việt Nam. Dù thua nhưng tôi thật sự rất tự hào về cách đội nhà chơi bóng. Họ đã cố gắng hết mình và không hề thua kém về mặt tinh thần, mong là sau trận đấu này họ sẽ tiếp tục cố gắng và đem về kết quả tốt hơn ở những trận sau. Cổ động viên từ Thái Lan thì viết: "Tôi thấy đội tuyển nữ Việt Nam đã chơi rất tốt, dù kết quả không như mong muốn, nhưng tinh thần chiến đấu và lòng quả cảm của họ thực sự đáng ngưỡng mộ." Cổ động viên từ Indonesia bày tỏ: "Tôi thấy đội tuyển nữ Việt Nam đã chơi rất nỗ lực và không ngại đối thủ mạnh, điều này cho thấy bóng đá nữ Đông Nam Á đang ngày càng phát triển." của động viên từ Ấn Độ, đội tuyển nữ Việt Nam đã thể hiện rõ khả năng cố gắng và kiên trì. Dù họ thua nhưng họ đã chiến đấu hết mình. Tôi rất mong đội nhà sẽ tiếp tục cố gắng hơn nữa trong những trận đấu tiếp theo. Phần lớn của động viên đều đánh giá cao tinh thần thi đấu của đội tuyển nữ Việt Nam và hy vọng rằng họ sẽ tiếp tục cố gắng để mang về kết quả tốt hơn trong những trận đấu sau. Ngay sau khi trận đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam và đội tuyển nữ Mỹ, dù phải nhận thất bại đậm, cộng đồng người Việt tại New Zealand vẫn không ngừng động viên và gửi lời khen ngợi đến các cầu thủ nữ Việt Nam. Ông Trần Văn Hòa, một cư dân Việt Nam tại Auckland, New Zealand cho biết: "Chúng tôi thực sự tự hào về những gì các cô gái đã làm, mặc dù kết quả không như mong đợi, nhưng họ đã chơi hết mình và đưa trái bóng của Việt Nam tới sân chơi thế giới. Chúng tôi luôn ủng hộ và cổ vũ họ trong các trận đấu sắp tới." Chị Nguyễn Hồng Nhung, một doanh nhân người Việt tại Wellington, New Zealand chia sẻ: "Thi đấu tại một sân chơi lớn như World Cup là một thành tích đáng tự hào, các cô gái đã làm rất tốt và chúng tôi tự hào về họ." Chúng tôi tin tưởng rằng họ sẽ không bỏ cuộc và sẽ cố gắng hết sức trong những trận đấu tiếp theo. Chị Lê Thị Thu Hà, một giáo viên người Việt tại Hamilton của New Zealand, đã tổ chức một buổi xem trực tiếp trận đấu giữa nữ Việt Nam và nữ Mỹ tại nhà mình. Chị Hà nói: "Chúng tôi đã tụ tập xem trận đấu này và mặc dù kết quả không như chúng tôi mong muốn, tinh thần chiến đấu và quyết tâm của các cô gái đã thật sự truyền cảm hứng cho chúng tôi. Chúng tôi tin rằng dù thất bại trong trận đấu này, nhưng các cô gái sẽ không bỏ cuộc." và sẽ quay lại mạnh mẽ hơn trong những trận đấu tiếp theo. Bên cạnh đó, các nhóm cộng đồng tổ chức của người Việt tại New Zealand cũng tổ chức nhiều buổi xem trực tiếp, cổ vũ và thậm chí là hỗ trợ tài chính vật chất cho đội tuyển nữ Việt Nam. Các hoạt động này không chỉ thể hiện tinh thần đoàn kết, sự ủng hộ của người Việt ở xa xứ dành cho đội nhà mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh thế mạnh của thể thao, cụ thể là bóng đá nữ Việt Nam tới cộng đồng quốc tế. Dù thất bại trước đối thủ mạnh là đội tuyển nữ Mỹ nhưng sự kiên trì, quyết tâm của các cô gái trên sân cỏ, cùng với sự ủng hộ nồng nhiệt từ cộng đồng người Việt tại New Zealand đã tạo nên một hình ảnh đẹp, một dấu ấn khó quên trong lòng người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới. Những lời động viên, sự ủng hộ từ cộng đồng người Việt ở New Zealand chắc chắn sẽ là động lực quý giá giúp đội tuyển nữ Việt Nam vượt qua thất bại, tiếp tục chiến đấu với tinh thần cao nhất trong những trận đấu tiếp theo tại World Cup nữ 2023. Trận đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam và nữ Mỹ kết thúc với tỷ số đậm đà đây không phải là kết quả mà người hâm mộ Việt Nam mong muốn, nhưng cũng không quá bất ngờ, bởi Mỹ là một trong những đội tuyển mạnh nhất thế giới, đồng nghĩa cũng là đương kim vô địch quân cấp nữ. Dưới đây là một số điểm cần phân tích sau trận đấu. Về đội hình và chiến thuật, dù đã áp dụng một hệ thống phòng ngự kín kẽ với số đông, nhưng sự vượt trội về khả năng tấn công và sức mạnh thể lực của đội Mỹ đã làm cho hàng phòng ngự của Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn. Không ít lần các cầu thủ Việt Nam đã để lọt lưới do không thể theo kịp tốc độ của các cầu thủ Mỹ. Thực lực của hai đội, sự chênh lệch thực lực giữa hai đội là khá lớn, Mỹ là đội tuyển hàng đầu thế giới với nhiều cầu thủ đẳng cấp, họ đã thể hiện được khả năng chơi bóng tốt cùng lối đá tấn công mạnh mẽ và hiệu quả. Trong khi đó đội tuyển Việt Nam mới chỉ lần đầu tiên tham dự và còn kém cạnh về nhiều mặt. Nhận định về tương lai dù thua đậm nhưng đội tuyển nữ việt nam cũng đã có những pha bóng tốt và thể hiện được tinh thần chiến đấu đáng khen ngợi đây là kinh nghiệm quý giá cho các cầu thủ trẻ giúp họ học hỏi và tiếp tục phát triển trong tương lai mong rằng trong những trận đấu sau đội tuyển sẽ tiếp tục cố gắng và có thể tạo ra bất ngờ việc đội tuyển nữ việt nam thua đậm trước đội tuyển nữ mỹ có thể là một kết quả khá dự kiến bởi mỹ là một trong những cường quốc hàng đầu của bóng đá nữ thế giới trong trận đấu này lối chơi phòng ngự phản công mà đội tuyển nữ việt nam áp dụng đã gặp nhiều khó khăn khi đối mặt với tốc độ và sự sắc xảo của lối chơi tấn công của đội tuyển nữ mỹ các hậu vệ của việt nam đã không thể kiểm soát được vị trí của mình khi đối mặt với những đợt tấn công sắc nét và liên tục từ phía mỹ điều này đã tạo ra nhiều không gian cho mỹ để tạo ra những pha bóng nguy hiểm trong khi đó lối chơi tấn công của việt nam cũng không thể gây ra sức ép đối với hàng thủ mỹ Thực tế với lối chơi phòng ngự nặng nề, đội tuyển nữ Việt Nam không thể tạo ra đủ số lượng và chất lượng các cơ hội ghi bàn. Tuy nhiên, chuyên gia cũng ghi nhận những điểm sáng nhất định từ phía đội tuyển nữ Việt Nam. Thái độ thi đấu quyết liệt, không ngại khó khăn đã cho thấy tinh thần chiến đấu và quyết tâm của các cầu thủ Việt Nam. Nhưng vấn đề chúng ta thấy trong trận đấu với Mỹ chủ yếu là xoay quanh hai khía cạnh: sự hiểu biết về trò chơi và vấn đề về thể lực. Về sự hiểu biết trò chơi, đội tuyển nữ Việt Nam cần phải tập trung nâng cao kỹ năng và sự nhận biết ở trên sân. Trong những pha bóng quyết định, sự ngần ngại và thiếu tự tin đã khiến cho đội nhà mất đi những cơ hội quý giá để lật ngược tình thế. Về vấn đề thể lực, rõ ràng là đội nữ Mỹ vượt trội hơn. Các cầu thủ nữ Mỹ có sức mạnh cơ bắp, tốc độ và sức chịu đựng cao, cho phép họ duy trì áp lực tấn công và kiểm soát trận đấu trong suốt 90 phút. Đội tuyển nữ Việt Nam cần phải làm việc chăm chỉ hơn nữa về mặt thể lực để có thể đối đầu với những đối thủ mạnh như là Mỹ. Cuối cùng không thể không nhắc đến sự trẻ trung và kém kinh nghiệm của đội tuyển nữ Việt Nam. Đội hình hiện tại chưa có nhiều cầu thủ từng thi đấu ở các giải quốc tế lớn như World Cup. Kinh nghiệm từ những trận đấu này, dù kết quả không như mong đợi, chắc chắn sẽ là bài học quý giá cho các cầu thủ trẻ, giúp họ tiếp tục phát triển và hoàn thiện mình. Tóm lại, mặc dù trận thua đậm trước đội tuyển nữ Mỹ có thể là một cú sốc, nhưng đó cũng chính là cơ hội để đội tuyển nữ Việt Nam rút kinh nghiệm và tiếp tục phấn đấu. Chúng ta cần nhìn nhận một cách khách quan, đây chỉ là bước đầu trong hành trình phát triển bóng đá nữ ở Việt Nam. Điều quan trọng bây giờ đối với đội tuyển nữ Việt Nam là học hỏi từ những lỗi trong trận đấu này, cải thiện chiến thuật và chuẩn bị tốt nhất cho những trận đấu sắp tới.